Ok, bạn. Đây mình sẽ gặp đối thủ ở Mỹ, Elo là 1800. Lên hậu giữ tốt. Mình gì mà gớm vậy? Chú ăn được tượng của anh à? Tượng ăn hơn tốt anh à? Rồi, ta thấy là trắng sẽ đuổi mã và ăn được tốt này. Mình sẽ phải làm gì đây? Ra xe đi. Ra xe giữ tốt. Lại về thôi. Tưởng chừng như trắng ăn hơn một tốt nhưng không, anh chỉ làm chết TC mất khả năng nhập hành thôi. Black. Bây giờ mình phải phát triển con tượng này. Làm thế nào đây? Đây, con mũi nước lên đây thôi. Lại chui xuống đấy. Lại chui xuống đấy à? Rồi. Mình nghĩ là trắng muốn lấy đường phát triển cho tượng, cũng cụ thể là tượng ghi mã. Đây mình sẽ đẩy tốt để chắn cái nước này, đồng thời tượng quân tượng trắng của mình có đường rút về. Đẩy lên đấy. Ok. Rồi, dí xuống mình phang đi. Ấy ra. Không giấu diếm ý đồ. Ok, mình sẽ vòng mã về thôi. Vòng mã về mất tốt này. À đây đẩy ăn thì làm sao dám ăn, rồi mình phải lên tượng trước mới chẳng mới dám ăn. Ok, chúng ta thấy là mình đang tống con hậu này về trông manh động, dí phát nữa thì sao, lên đây à? Về đuổi. Lớn sớn bắt luôn đi. Hay giả. Được lắm. Rồi, con mã đứng ở trung tâm. Ở đây là trắng sẽ đẩy xuống, mình sẽ ăn. Như vậy không đẩy, lên tượng giữ tốt. Đây, mình sẽ block con tốt này lại, tránh cho đẩy xuống. Vâng, như vậy là rồi, đây mình sẽ trồng xe thôi. Sau đó gì tốt. Vâng, quân mã đang phế của bên trắng. Rồi, con xe lên đây để mình có thể đưa ra G6 và tượng ăn. Rồi, ra G6 phát cũng toang đấy. Quân mã nó như thế này cơ mà. Rồi, quân mã phế này. Tượng không thể chạy được.
dí lên rồi. Rồi đây mình không ăn để cho mã của trắng có đường phát triển. Đó, con mã sẽ phải vẫn này. Ôi thôi chưa thôi. Giật mình. Tí toàn. Nước đuổi tối quá. Rồi, nước vào đuổi mã của mình, đồng thời tấn công con tốt này. Về đây chăng? Vâng, anh lại về đây. Vào việc đi. Lên mã. Mình đang hơn bao nhiêu tốt đây? Hơn có một tốt thôi. Chưa nói lên điều gì. Về đấy. Vâng, một tốt thông mình đang tiến đến hàng thứ 5. Lợi thế rất lớn cho CTC. Con mã đang phong tỏa hai vị trí E và C, vậy con xe của trắng lại không thể mon men ra được. Mình dí đây sao? Vẫn phải dí. Lên mã. Vào việc luôn bây giờ. Nhảy vào đây không nhỉ? Giây cho ETC. Phế. Rồi, có hậu cho ETC. Từ nhá, lên đấy cứ phải có hậu đã. Rồi con mã này đã quá chậm rồi. À đây, nó vẫn về đây được. Hai mươi sáu giây CTC. Mã hay ăn mã đây rồi, không thể khác được.